Đây là ở Tây Sơn, Bình Định. Anh Hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đây. Chiến dịch đại phá quân Thanh lịch sử năm 1789, Quang Trung đã nói rằng đánh cho địa dài đốc, đánh cho địa đen rinh, đánh cho nó chích luôn bất phạm, đánh cho nó tuyến giác bất hoàng, đánh cho sự tri Nam quốc anh hùng chi vũ trụ. Nghĩa là đánh quân Thanh để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc ta, tục để tóc dài và ra nhuộm đen, đánh cho chúng không chịu trở tay, không còn một cổ xe, một manh giáp để quay về nước, và đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng luôn có chủ. Lời dự triệu này, Quang Trung đã tập hợp toàn dân tộc làm nên chiến công vang dội, ngọc hồi, đông đa lịch sử vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch. Và nội thất của ta thì trưng bày một tiến trình lịch sử của phong trào Tây Sơn. Thầy xin mời các anh chị được tham quan. Nhiều cuộc khởi nghĩa, nông dân đã nổ ra nhằm lật đổ chế độ phong kiến đương thời, mà đỉnh cao là phong trào nông dân Tây Sơn do anh em nhà Tây Sơn dẫn đầu khởi nghĩa ở vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, tức là vùng A Khê của tỉnh Gia Lai hiện nay. Nơi mà đoàn đang dừng chân, phía bên trái bọc sàn chính là điện thờ Tây Sơn mà đoàn đã vừa tham quan xong, chính là ngôi nhà tượng trưng ở phía bên trong ạ. Thì điện thờ này được xây dựng trên vị trí nền nhà cũ của gia đình Tây Sơn. Chính tại nơi đây, anh em Tây Sơn đã cắt tiên khắp chào đời, lớn lên và trưởng thành. Với hai di tích còn lại trong vườn nhà, đó là cây me cổ thụ và dưa nước đã có trên 300 năm tuổi. Tương truyền rằng cây me này là do thân sinh của anh em Tây Sơn đã trồng, tức là ông Hồ Phi Phúc đã trồng. Và dưới nước xây bền đá ông năm xưa vẫn tươi mát như ngày nào, đã nuôi dưỡng tâm hồn và ý chí của anh em nhà Tây Sơn. Phía trước bảo tàng chính là dòng sông Côn ạ, nơi còn di tích bến Trường Trầu. Thì ngày xưa Nguyễn Nhạc đã mua bán trầu tại đây. Hình ảnh cây me dưới nước và bến trầu gần như trở thành biểu tượng của quê hương Tây Sơn, với con cây tự tình mang đậm màu sắc lịch sử. Cây me cũ bến trầu xưa không nên tình nghĩa thì cũng đó đưa cho trọng niềm. Cứ đón đưa thôi. Phát hiện năm 1990 tại Phú Lạc. Phú Lạc tức là quê mẹ của Ban Đêm, hiện nay cách bảo tàng 2 km về phía tây. Thì trong quá trình đào đất đổ đường giao thông, nhân dân đã phát hiện ra tấm bia này. Đây là hiện vật gốc quý giá của bảo tàng, đã có trên 300 năm tuổi. Mặt trước tấm bia có 3 hàng chữ chạm chìm rất tinh xảo. Hàng chữ giữa có nội dung Việt cố hoàng hiền tổ khảo can nghị mưu lược minh triết công chi linh, nghĩa là linh mộ của ông nội nhà vua nước Việt. Ông là một vị mưu lược minh triết và cương nghị. Bên trái là hàng chữ có nội dung về thời gian tuế thứ kỷ hợi trọng xuân cốc nhập, tức là bia này được lập vào một ngày lần tháng 2 năm kỷ hợi 1799. Hai chữ ngự chế do nhà vua lập, quan cứu đã chứng minh rằng đây là tấm bia ông nội của anh em nhà Tây Sơn, ông Hồ Phi Khang ạ, và được Nguyễn Nhạc lập sau khi ông lên ngôi hoàng đế một năm, và tấm bia này cũng đã trên 300 năm. Thượng Đạo, căn cứ địa đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Năm 1771, anh em Tây Sơn đã dẫn cờ khởi nghĩa ở vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, tức là vùng A Khê của tỉnh Gia Lai ngày nay. Thì đồng bào Tây Sơn Thượng Đạo đã ủng hộ Tây Sơn rất là nhiệt tình, cả về lương thực, vũ khí, voi chiến và ngựa chiến ạ. Thì vùng đất này nay thuộc thị xã An Khê, huyện Ca Bang và huyện Công Chợ Rọ của tỉnh Gia Lai. Và một số di tích còn lại đó là di tích An Khê Đình và di tích An Khê Trường. Đây cũng chính là nơi luyện binh và chuẩn bị khởi nghĩa Tây Sơn. Chỗ này cũng đã có trên 300 năm tuổi. Tăng trống là về một thân cây cổ thụ và gia trống được lợp bằng da voi. Thì trống này được dùng trong những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na. Trống này cũng đã có trên 300 năm. Mà đúc nhưng mà là ghét. Nó nguyên cuối cây luôn, độc nguyên, để nguyên cây nó độc.
Là châu á. Này, trang sức ngày xưa này. Nữ trang của anh đâu. Cái này đeo nặng chết. Đây đốt lên đồng rồi chứ. Ngọc Hân là một người vợ được quan tâm hết mực yêu quý.
bởi bà là một người con gái tài sắc vẹn toàn, nhưng họ sống hạnh phúc chỉ được trọn 6 năm. Vua Văn Trung Bênh Hà lúc tuổi đời còn nhiều hứa hẹn, Ngọc Hân đâu xế lòng khóc chồng bình tác phẩm Ai Tư Vả, lời thơ ai oán tha thiết. Mà nay áo vải cờ đào, giấc dân dựng nước, xiết ta không trình. Thầy có lẽ vì bà đau khổ tiếc thương vua Văn Trung, bà đã theo ông khi mới 29 tuổi. Nghĩa là công chúa Ngọc Hân mất sau vua Văn Trung 7 năm. Văn Trung mất lúc bà chỉ mới 22 tuổi. Và hiện nay đền thờ của Ngọc Hân tại Gia Lâm, Hà Nội. Và xin được giới thiệu với cả đoàn, bên đây là cụm tượng thờ vua Văn Trung cùng hai tước của ông là Ngô Thế Nhậm và Ngô Văn Sở. Cụm tượng này được phát hiện tại chùa Bọc ở Hà Nội. Chùa Bọc ngay rồi. Thì sau khi nhà Tây Sơn đi vào suy vong, triều Nguyễn, Gia Long Lên Nắm Quyền đã thực hiện chức trách trả thù tàn bạo đối với nhà Tây Sơn. Một võ tướng thời Tây Sơn là Nguyễn Kim đã bí mật lập tượng thờ hoàng đế Văn Trung với danh hiệu là thờ Đức Ông. Thờ Đức Ông nhưng bất hoàn phê lại có nội dung uy phong lẫm liệt, chính là điều động đáo. Vì như chúng ta biết, trong chùa thì không thể thờ Phật hay Đức Ông là uy phong lẫm liệt. Cho đến năm 1962, các nhà nghiên cứu đã phát hiện phía sau tượng vua Quan Trung có hàng chữ Bính Ngọ Tạo Quan Trung Tượng, tức là tượng Quan Trung tạo năm Bính Ngọ 1846. Điều này một lần nữa khẳng định rằng đây chính là cụm tượng thờ hoàng đế Quan Trung chứ không phải là thờ Đức Ông. Nhìn vào cụm tượng, trong buổi tiết triều, vua thì vén áo bào lên, một chân mang hài, chân thì để lộ ra ngoài. Hai tướng ngồi với tư thế thoải mái tự nhiên, người gác chân lên ghế, người thì để chân lên đùi. Đối với các vương triều khác, hai tướng này đã phạm vào tội khi quân, có thể là bị chiến đấu. Nhưng ở đây, Nguyễn Kim một mặt là cũng che mắt chính quyền chúa Nguyễn. Bởi vì lúc này, Nguyễn Anh đang tìm mọi cách trả thù nhà Tây Sơn. Ông tập được thờ như thế này, một mặt muốn che mắt chính quyền của chúa Nguyễn. Nhưng mặt khác, ông cũng thể hiện tính nông dân, tính là Nguyễn, gắn bó của Quan Trung. Vua là một vị vua xuất thân từ nông dân áo vải, rất bình dị, rất hòa đồng. Và điều đặc biệt ở đây, mặc dù hai tướng ngồi có tư thế thoải mái tự nhiên, nhưng hai tay của họ lúc nào cũng hướng về vua để nghe vua bàn giải việc nước, không hề sao cả. Tư thế thoải mái nhưng hai tay của họ lúc nào cũng hướng về vua Quan Trung. Bên cạnh đó, Nguyễn Kim cũng thờ Quan Trung với một chữ tâm. Ông đã dùng tâm trung của mình và chính nghĩa để thu phục đông đảo tri thức và các tầng lớp nhân dân. Thì hiện nay cụm tượng gốc này đang thờ tại chùa Bọc ở Hà Nội. Và đây là cụm tượng đã được bảo tàng phục thế này.